Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống nước ta. Nhiệt độ ngày ở miền Bắc tăng chậm, cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi có mức nhiệt từ 21 tới 22 độ. Tại khu vực Trung Du và vùng đồng bằng có mức nhiệt từ 23 cho tới 24 độ. Về đêm, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn giữ ở mức thấp. Vùng núi thì nhiệt độ dưới 15 độ. Còn vùng đồng bằng trong đó có cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ ở sát ngưỡng 20 độ, các tỉnh thành miền Trung. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Nam, vì thế mà vùng mưa cũng mở rộng hơn, xuống đến khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Còn với khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, dù chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng lại có tác động của rìa phía Bắc dạnh áp thấp có trục từ 7 đến 9 độ vĩ Bắc, nên trong chiều và tối nay cũng sẽ có mưa rải rác. Vừa có mưa lại có tác động của không khí lạnh, nhưng nhiệt độ tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày hôm nay chỉ trong khoảng từ 23 tới 24 độ, trời lạnh. Khu vực từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế, mức nhiệt độ cũng thấp, dao động trong ngưỡng từ 25 tới 26 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho tới 31 độ. Dự báo từ nay tới hết ngày 25 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình tới Bình Định sẽ liên tục xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa cả đợt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến ước tính từ 200 cho tới 400 mm, có nơi trên 450 mm. Do mưa kéo dài nên lũ trên các sông tại đây sẽ lên nhanh. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Trị, sông Bồ của Thừa Thiên Huế hay là sông Vu Gia ở Quảng Nam lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông chính tại Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định hay là sông Hương của Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn ở Quảng Nam lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Là vùng chịu tác động chính của rãnh áp thấp có trục 7 đến 9 độ phía Bắc. Vì thế trong chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông nhiều nơi. Trong đó khu vực phía Nam của Tây Nguyên và một số nơi khác thuộc Nam Bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to kèm theo dông mạnh với lượng mưa từ 20 cho tới 30 mm, có nơi trên 50 mm. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ, phổ biến từ 27 tới 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là từ 30 tới 32 độ. Vùng áp thấp sắp đi vào Biển Đông. Đến 15 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông. Trên khu vực Đông Nam Biển Đông, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km, cách đảo Song Tử Tây 90 km. Đến 15 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nha Trang khoảng 270 km. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 9, rồi đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa trong ngày 27 tháng 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể là bão trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10, các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Vùng mưa sau đó dịch chuyển dần lên phía các tỉnh Trung Trung Bộ, rồi Bắc Trung Bộ và kéo dài đến hết tháng. Trong những ngày tới thì mô hình có thể sẽ còn tiếp tục thay đổi. Vì vậy, bà con vẫn cần liên tục cập nhật thông tin về các bản tin dự báo tiếp theo